Chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải vòng số 15 Olympic của khối lớp 9. Đây là vòng thi cấp huyện dành cho bảng A, tức là các tỉnh thành phát triển, những đô thị, thành phố lớn. Còn như huyện Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng chúng ta thì nằm ở cái bảng B, gọi là cái bảng nhẹ hơn. Nói vậy chứ các em cũng đừng có sợ, đừng có phân biệt gì hết nha. Đừng bao giờ có cái tư tưởng phân biệt như vậy. Bởi vì sau này khi thi đại học thì chúng ta không có phân bảng A, bảng B gì hết ha. Và đó chính là cái kỳ thi quyết định cuộc đời của mỗi con người. Các em cố gắng là mình sẵn sàng đối diện với bảng A hay bảng B hay bảng gì đi nữa, thì mình phải học cho nó tốt. Chuẩn bị dụng cụ tập các em. Bài thi số 1. Rồi. Các em bình phương hai vế lên thì các em sẽ có phương trình là 2 cộng căn 3x trừ 5 là bằng x cộng 1. Rồi. Bây giờ giải cái phương trình mới ha. Có nhiều cách giải lắm. Giờ các em cứ giả sử các biểu thức có nghĩa đi. Các em bình phương tiếp lên rồi giải tiếp. Vậy ta sẽ có là x trừ 1 bằng căn 3x trừ 5. Đây thầy vắn tắt ở trên cái phần mềm mắt thai cho các em dễ quan sát. Vậy là ta có 2 cộng cho căn của 3x trừ 5 này là bằng x cộng 1 ha. Rồi ta bình phương lên. Căn 3x trừ 5 là bằng x trừ 1. Vậy tới đây các em sẽ có 3x trừ 5 là bằng x trừ 1 tất cả bình, x bình trừ 2x và cộng cho 1. Vậy tới đây mình có một phương trình bậc 2 là x bình này, trừ 5x này và cộng cho 6 bằng 0. X bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Cái bài này thì dễ dàng giải bằng máy tính vào túi hoặc là bằng tay cũng được ha. Các em sẽ có là x bằng 2 và 3. Có hai giá trị x có khả năng là nghiệm của phương trình này. Nhưng mà coi thử nó thỏa điều kiện xác định của em nhé. 2 vô đây thì 2 cộng 1 là 3 rồi thỏa. 3 cộng 1 là 4, vậy là căn xác định nè. 2 x 3 là 6, 6 x 5 là 1. Ok. 3 x 3 là 9, 9 x 5 rồi, căn xác định hết các em. Vậy hai này chính là hai nghiệm của phương trình. Ta thử lại thì cho chắc. Nếu các em sợ các em có thể thử lại ha. Thầy thử số 2 thử. 2 x 3 là 6 x 5 là 1, căn 3 rồi đúng. 3 x 3 là 9 x 5 là 4. Là 2, 2 cộng 2 là 4, căn 4 là bằng. Vậy đúng rồi, 2 và 3 là nghiệm. Tổng giá trị các nghiệm sẽ bằng 5. Kết quả phép tính này. Các em tính tay hay tính máy tùy các em. Bằng 6. Những câu dễ như thế này tuyệt đối các em không được sơ suất nha. Chứ đụng mấy câu khó là mình sất bất sân bang luôn ha. Các em biến đổi rút gọn tay cũng được, dùng máy tính cũng được. Nếu thời gian quá gấp thiết thì ta bấm máy luôn. Đáp án bằng 1 kìa.
X10 các em. Tại sao lại như thế thì các em theo dõi nhanh, thầy chỉ giảng một lần thôi ha. M sẽ bằng các em biến đổi thứ tử trừ cho căn 2. Cái mẫu các em phá tung ra. Trừ cộng cho căn 3. Nhân cho x bình. Và trừ cho căn 2. Nhân cho x bình. Trừ cho căn 6. Rồi, ở trên tử là giữ lại. Ở dưới mẫu các em phân tích thành nhân tử nha. Sau khi phân tích ở mẫu thành nhân tử, các em sẽ thấy là nó bằng cái gì. Alpha x bình trừ cho căn 2. Rồi tất cả nhân cho. Ở dưới các em dùng phương pháp nhóm các hàng tử thôi ha. Rút x bình ra còn x bình cộng căn 3 nè. Rồi thừa số cho x bình trừ cho căn 2 và thực hiện rút gọn thôi. Thực hiện rút gọn thì nó còn 1 trên x bình cộng căn 3. Đó, biểu thức m chính là cái này. M muốn lớn nhất thì cái mẫu phải nhỏ nhất, bởi vì tử không đổi rồi. Mẫu nhỏ nhất thì khi x bằng 0 thôi. X bằng 0 thì mẫu mới nhỏ nhất các em nhé. Tiếp tục. May cho chúng ta gặp toàn những câu cũng dễ ăn ha. Số nghiệm của phương trình này thì phương trình này một trong những phương trình quá là kinh điển, quá hay gặp. Rút 4 đưa ra ngoài căn luôn là 2 căn, 2 căn x trừ 3. Rút 9 đưa ra ngoài căn là 3 căn x trừ 3 à. Trừ cho 4 căn x trừ 3 cộng 3 chữ x. Đây chính là phương trình ta thu được nè. 2 cộng 3 là 5. 5 trừ 4 là 1. Vậy cuối cùng ta còn là căn x trừ 3 cộng cho 3 chữ x ha. Cộng cho 3 chữ x. Số nghiệm của phương trình này là bao nhiêu? Thì thầy chuyển hết qua bên trái đi, đổi dấu đi cho nó khỏe. X trừ 3 thầy chuyển qua hết nè. X trừ 3 trừ cho căn của x trừ 3 bằng 0. Đây phương trình mới kìa. Hay nói cách khác là ta sẽ giải phương trình này bằng phương trình tích nha. Giờ căn x trừ 3 mà xác định rồi thì ta đặt nhân tử chung. Căn x trừ 3 nhân cho căn x trừ 3 trừ cho 1 bằng 0. Vậy mình có hai bài toán con các em nhé. Căn x trừ 3 bằng 0, vậy các em sẽ tìm được là x bằng 3. Rồi căn x trừ 3 trừ 1 bằng 0, tức là căn x trừ 3 bằng 1. Vậy là các em sẽ có x bằng 4 nữa. Nó tóm lại bài này có hai nghiệm, 3 và 4. Tổng tất cả các nghiệm phương trình này. Giờ các em có thể dùng tay hoặc là dùng máy tính. Các em tính được cái vế bên phải nè. Căn của 4 cộng 2 căn 3. Đó. Là nó bằng 1 cộng căn 3 đó các em. Mà trên máy nó tính không nổi rồi. Bài này máy chào thua ha. Tóm lại là bên trái các em sẽ ra là giá trị tuyệt đối của x trừ 3. Còn bên phải là các em ra là căn 3 cộng 1. Tự giải quyết nha. Vậy mình sẽ có hai bài toán con các em ạ. X trừ 3 bằng căn 3 cộng 1. Vậy bài này chúng ta sẽ ra là gì? X sẽ bằng căn 3 cộng 4. Còn một bài nữa. Đó là x trừ 3
trừ 3 có thể là bằng trừ trừ căn 3 trừ cho 1. Từ bài toán này các em sẽ suy ra x sẽ bằng trừ căn 3 trừ căn 3 cộng 2. Rồi ta cộng 2 này lại, ta bắt tính tổng các nghiệm mà, cộng lại sẽ ra 6 nha. 6 bài này ta bấm máy thôi, hoặc là ta biến đổi. Thời gian không có nhiều cho nên các em nên bấm máy đi. Còn muốn biến đổi tự luận, biến đổi theo kiểu toán học thì các em lên chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy để các em theo dõi ha. Bằng 2. Em biến đổi chập nó sẽ ra 2. Rồi bài này không thể dùng máy tính nào giúp kem được đâu. Cái này kem phải biến đổi bằng tay thôi. Kem quy đồng rồi cộng trừ tử giữ mẫu thực hiện phép chia ha. Ở cái ngoặc đơn thứ nhất nè, mẫu chung là x trừ 9, như vậy cái tử sẽ thành 2 căn x. Cả cái ngoặc đơn này sẽ biến thành một phân số mới em nhé. Có tử là 2 căn x thừa số cho căn x trừ 3 cộng căn x thừa số cho căn x cộng 3 trừ cho 3x trừ 3. Còn mẫu là x trừ 9, cái biến đổi cái tử này trước ha. Và nó sẽ thành là gì? 2x trừ 6 căn x cộng 3 căn x trừ 3x trừ 3. 2x cộng x là 3x trừ 3x là hết. Trừ 6 căn x cộng 3 căn x là thành trừ 3 căn x trừ 3. Ở dưới là x trừ 9 ha. Sau khi quy đồng cộng tử giữ mẫu cộng trừ tử giữ mẫu của cái phân thức thứ nhất, các em sẽ có là trừ 3 căn x trừ cho 3, còn ở dưới là x trừ 9. Rồi tiếp tục chia cho phương thức thứ hai. Phương thức thứ hai quy đồng trừ tử giữ mẫu với em. 2 căn x trừ 2 trừ cho căn x cộng 3. Mẫu là căn x trừ 3. 2 căn x trừ căn x là hết, là còn căn x cộng 1 trên căn x trừ 3. Vậy bên này là căn x cộng 1 trên căn x trừ 3. Rồi, các em thực hiện rút gọn cái phương thức thứ nhất nha. Phương thức thứ nhất các em rút 3, rút trừ 3 ra ở trong còn căn x cộng 1. Còn ở dưới là x trừ 9. X trừ 9 là căn x cộng 3 nhưng căn x trừ 3 đó, hằng đẳng thức số 3 đó. Còn bên này các em nghịch đảo lại để làm phép nhân. Ở tử là căn x trừ 3. Còn ở mẫu là căn x cộng 1. Rồi ta thực hiện rút gọn. Cuối cùng nó sẽ ra căn x cộng 1 rút với lại căn x cộng 1 là hết, tử còn trừ 3. Còn ở mẫu là còn căn x cộng 3. Rồi, bây giờ ta muốn phân thức P này là nhỏ nhất thì ta bỏ cái dấu trừ trước số 3 đi. Vậy ta muốn 3 trên căn x cộng 3 là lớn nhất. 3 trên căn x cộng 3 lớn nhất thì cái mẫu phải nhỏ nhất.
tức là căn x cộng 3 phải nhỏ nhất, mà căn x cộng 3 nhỏ nhất khi x bằng 0, tức là lúc đó mẫu sẽ bằng 3. Vậy là 3 chia 3 là bằng 1, 1 gắn dấu trừ vô là âm 1 nữa, vậy là giá trị nhỏ nhất là âm 1 nha. Vậy hơi khó hiểu em nha, hơi khó hiểu lắm. Thôi tự ngẫm nghĩ đi, tu tới tu lui nghe lời thầy giảng, ngẫm nghĩ. Câu cuối cùng, cái này thì ta gặp quá nhiều rồi. À, tiện tay còn nhiều thời gian, thầy giảng thêm xíu về cái câu hồi nãy nè. Cái này max, hồi nãy là ta muốn tìm giá trị nhỏ nhất ha. Min, khi nào? Khi cái này bỏ đi dấu trừ là lớn nhất. Khi cái này max. Mà muốn cái này max thì căn x cộng 3 phải min, đúng không? Bởi vì mẫu không đổi rồi, à, tử là không đổi rồi, thì mẫu càng nhỏ thì cái phân số nó càng lớn ha. Mà căn x cộng 3 min thì lúc x bằng 0, lúc x bằng 0, lúc đó chỗ này bằng 3, 3 chia 3 bằng 1, thì chỗ này bằng âm 1, thì đó là giá trị nhỏ nhất, à, lớn nhất, nhỏ nhất chứ, nhỏ nhất của P ha, và là lớn nhất của cái này. Còn cái bài trên kia ta làm nhiều rồi, A nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, A nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 3x trừ 7 cộng cho giá trị tuyệt đối, ha, tôi đổi cái này lại đi, 7 trừ 3x, 7 trừ 3x với lại 3x trừ 7 thì kết quả tính giá trị đối như nhau mà. Rồi bên này là để nguyên 3x cộng 13. Thì các em học cái hàm lượng thức này rồi ha. Giá trị đối A cộng giá trị đối B thì luôn luôn lớn bằng giá trị đối của A cộng B. Vậy là 7 trừ 3x cộng 3x cộng 13. Như vậy là gì? Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 20 đó các em. Giá trị nhỏ nhất là 20 ha. Ta qua bài thi số 2. Bài tự luận. Trên hệ trục tọa độ thì hai đồ thị này cắt nhau tại C. Vậy các em tìm tọa độ điểm C đi. Phương trình đổi ở điểm là gì? X cộng 1 bằng trừ x cộng 5. Vậy là 2x sẽ bằng 4, vậy x sẽ bằng 2. Hoành độ điểm C là bằng 2. Còn tung độ thì lấy số 2 thế vô đây, y bằng 2 cộng 1 là 3. Tóm lại tọa độ điểm C là 2, 3. Rồi cắt OX tại A và B nữa. Cắt OX tại A và B nữa. Bây giờ giao điểm của hai đồ thị này với trục hoành á thì tung độ phải bằng 0 nha. Vậy kém cho y bằng 0 hết. Như vậy giao điểm của đường thẳng y bằng x cộng 1 với trục hoành OX là y bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1, vậy đó chính là điểm trừ 1, 0. Còn đường thẳng y bằng trừ x cộng 5 thì sẽ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là các em thay y bằng 0 đi thì x sẽ bằng 5, là 5, 0 các em, 5, 0 ha. Vậy tóm lại ta có 3 điểm ABC, đó là gì? Điểm 2, 3 này, điểm trừ 1, 0 này, và điểm 5, 0. Vậy các em vẽ nhanh cái hình đó ở ngoài giấy caro đi, các em sẽ thấy được đáp án liền thôi. Ở đây thì vẽ trên này cho nó nhanh. Y bằng x cộng 1. Xong. Y bằng x trừ 5. Y bằng trừ x cộng 5. Rồi. Đây chính là điểm C nè các em. Có tọa độ là 2, 3 đó. Còn đây chính là điểm trừ 1, 0. Còn đây chính là điểm 5, 0. Các em nhìn kỹ cái thấy tam giác này vuông cân nha. Nhớ vuông cân, vuông cân đẹp luôn này, vuông cân đẹp luôn. Vậy góc CAB, C là trên đỉnh, AB là ở dưới, vậy CB 45 ha. Tiếp tục cho tam giác ABC có độ dài 3, 4, 5. Như vậy là tam giác này là tam giác vuông, có cạnh huyền bằng 5.
mà đường tròn ngoại tiếp sẽ nhận cạnh huyền làm đường kính. Vậy bán kính sẽ lấy 5 chia đôi là 2,5. Ngẫm nghĩ đi. Câu số 3, vẽ hình nhanh. Hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc BD. HD bằng 3,6. HB bằng 6,4. Tính AH dùng hệ thức lượng thử các em. AH bình sẽ bằng 3,6 nhân 6,4. Rồi lấy căn là ra AH 24/5 tức là 4,8 nha. Tiếp tục. Câu số 4. Câu số 4. Trên cùng hệ trục tọa độ có hai đồ thị này. Hãy nhập nhanh nha. Y bằng trừ 2x cộng 5. Rồi y bằng x cộng 2. Rồi, ta đã xong. Hai hàm số, hai đồ thị hàm số này cắt nhau tại A. Đây chính là điểm A này các. Điểm A đó sẽ có tọa độ bằng này, cái này nó khó thấy quá à. Rồi. Đây, điểm A nó sẽ có tọa độ là 1,3. 1,3 nè. Trên cùng hệ trục tọa độ, tung độ giao điểm của đồ thị hàm số là 3. Còn không thì các em lập phương trình độ giao điểm thôi. Trừ 2x cộng 5 bằng x cộng 2, vậy là 3x sẽ bằng 3 và x bằng 1. Cái 1 thế vô là y bằng 3 thôi. Góc tạo bởi đồ thị của hàm số này với trục của x thì hệ số góc của nó bằng -1. Hệ số góc bằng -1 thì góc đó chắc chắn sẽ là góc tù. Và muốn tính cái góc đó thì các em phải tính cái góc kề bù với nó ha. Tan của cái góc kề bù á là bằng trị tuyệt đối của -1 nè. Như vậy là cái góc kề bù là 45 độ, tan bằng 1 là 45 thì góc đó sẽ bằng 135. Thầy có thể kiểm chứng cho các em bằng cái hình vẽ. Đây. Thực ra ở đây không có thời gian các em nhé. Thì nếu có thời gian các em tham gia đội tuyển học sinh giỏi với thầy thì các em sẽ thấy những cái chuyện thầy đang nói nó giống như chuyện cơm bữa thôi, dễ òm ha. Ta nắm lý thuyết là còn ở đây áp lực thời gian cho nên thầy không dám giảng nhiều vì không đủ thời gian đâu. Bây giờ thầy chỉ cho cái hướng dẫn giải và cái đáp án đó, rồi các em về các em tự suy ngẫm thêm hoặc là hỏi thêm thầy ở phía ngoài cái giờ thi, chứ bây giờ trong này không đủ thời gian giải. Rồi, cái đường thẳng thầy vừa vẽ xong đó các em, thì nó tạo với trục của x cái góc này nè là 135 độ nè. Rồi tiếp tục. Đồ thị hàm số này đi qua hai điểm này thì các em lấy 4 thay vào x, 1 thay vào y, các em sẽ được một công thức có chữ a và b chưa biết. Rồi sau đó lại lấy 3 thế vào x trừ 5 thế dầu y nữa, ta lại được một công thức chứa a và b nữa. Kết hợp hai công thức đó lại thì các em sẽ giải ra a và b ha. Nếu các em học hệ phương trình rồi thì nó đơn giản, còn nếu chưa học hệ phương trình thì các em bắt cầu thôi, rút a theo b hoặc là rút b theo a, bắt cầu giải ra a trước hoặc là b trước. A bằng 6 và B sẽ bằng trừ 23. Vậy khi A và B cộng lại sẽ bằng là trừ 17. Tiếp tục. Để đường thẳng Y bằng AX đi qua giao điểm của hai đường thẳng này thì A phải bằng mấy? Bây giờ các em tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng này đã, bằng cách giải hệ phương trình này.
giải hệ phương trình ha, mốt 5 chế độ 1, 2 trừ 3 8. Ở dưới là 7 trừ 5 trừ 5, 7 âm 5, âm 5. Như vậy tọa độ là trừ 5 trừ 6, trừ 5 trừ 6 đây. Rồi đường thẳng này là y mà s thì nó sẽ đi qua góc tọa độ à, mà chuyện nó không quan trọng, nó chỉ cần biết là nó đi qua cái giao điểm của hàng thẳng này, tức là nó đi qua điểm trừ 5 trừ 6. Các em lấy x thay bằng trừ 5, y bằng trừ 6, vậy a sẽ bằng trừ 6 chia trừ 5, vậy là bằng 1,2 các em nhé, 1,2. Câu số 8. Để đỡ mất thời gian chúng ta giải câu câu nào dễ làm trước ha. Giờ đây người ta cho một cái giả thiết là ABC nhỏ hơn 4, đó là một cái vấn đề phải suy nghĩ ra nhé.
À, giờ kem theo dõi. Cái bài này thì hơi quá sức kem rồi. Này phải tham gia đội tuyển học sinh giỏi thì chúng ta mới giải quyết được được kem ạ. Giờ không mất tính tổng quát ha. Thì giả sử A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C. Thì ba cái số ABC vai trò như nhau mà. Không. Từ đây các em sẽ dễ dàng suy ra là 2 sẽ nhỏ hơn 1 bằng. A nhỏ hơn bằng C và nhỏ hơn bằng 4. Từ đó các em sẽ đi biến đổi B cho thầy. B sẽ bằng gì? A bình cộng cho B bình cộng cho AB rồi cộng cho C nhân cho A cộng B cộng C và biến đổi theo cái hướng biến đổi này ha. Cuối cùng các em sẽ suy ra là nó sẽ bằng là A cộng B B tất cả bình trừ AB cộng 6C và cái này nó sẽ nhỏ hơn 1 bằng 6 trừ cho C bình phương cộng 6C và cuối cùng nó sẽ bằng là C trừ 3 tất cả bình và cộng cho 27. Và các em sẽ chứng minh được là C trừ 3 bình phương là nhỏ hơn 1. Và từ đó các em suy ra là P phở sẽ nhỏ hơn 1 bằng 28 ha. Và không mất tính tổng quát thì trong 3 số này thì cũng sẽ có một số nhỏ hơn số này, nhỏ bằng số kia thôi. Nói chung là tương tự các trường hợp khác thì các em cũng sẽ thu được P nhỏ bằng 28 ha. Hơi quá sức. Này phải tham gia đội tuyển học sinh giỏi ha. Câu này tìm cặp số nguyên thỏa mãn điều này. Này lại khó nữa. Những câu này lại khó quá. 2x mũ 6 cộng y bình trừ 2x mũ 3y thì các em có thể xem như đây là một phương trình bậc 2 ẩn y ha, ẩn y. Như vậy là y bình trừ 2x mũ 3y cộng 2x mũ 6 trừ cho 320 thì bằng 0. Người ta đi tìm điều kiện để tồn tại nghiệm. Nếu các em đã học delta rồi, delta phẩy của phương trình bậc 2 á, thì nó đơn giản hơn. X mũ 6 sẽ nhỏ hơn 320. Các em sẽ chứng minh được x mũ 6 nhỏ hơn 320. Như vậy là ta lấy căn bậc 6. Căn bậc 6 của 320 thì bằng 2/6. Vậy x sẽ nhỏ hơn bằng 2 ha. Rồi các em cho x chạy chạy từ 2 thụt lùi lại 2, 1, 0, trừ 1, trừ 2 thì các em sẽ tìm được một cặp mà thôi. Câu số 10. Cái bài này thầy sẽ giải riêng ở một cái chuyên đề ở trên kênh của thầy nha, chứ giờ thời gian đâu có đâu. Các em lên kênh theo dõi thôi. Câu số 10, tổng bình phương, ta giải một nháp ha. X căn 3 trừ 2x
bằng 3x bình trừ 6x và cộng cho 4. Còn một cái rồi ta nộp bài luôn, sai câu nào thì các em tự tu lại ha, tự tu lại tìm hiểu, thầy cũng sẽ hướng dẫn kỹ ở trên kênh những cái câu đáng chú ý. Mất một câu. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải kỹ cái câu sai hơn ha. Hồi nãy là trong thời gian quá ngắn và gặp khá nhiều câu hỏi khó. Bây giờ thì thầy tách riêng ra, thầy sẽ sửa cho các em những cái câu mà mình bị sai. 2x mũ 6. Hồi nãy thầy nhớ không lầm là chúng ta là ấn lộn câu số 9, đáp án nó không phải là 1. Các em có thể tua video lại để xem ha. Rồi chúng ta giải nhanh cái câu này như sau. Bây giờ các em chuyển 320 sang vế bên trái, hay là các em để bên phải luôn đi kìa. Bây giờ các em tắt một cái x mũ 6, các em đem nó qua bên bên trái, nó sẽ thành đổi dấu là thành trừ x mũ 6 ha. Rồi như vậy là cái vế bên phải của chúng ta nó sẽ thành hằng đẳng thức nè. Nếu các em để ý kỹ nó sẽ thành hằng đẳng thức. Xin lỗi, vế trái nó sẽ thành cái gì? Nó sẽ thành là x mũ 3 trừ cho y tất cả bình bằng 320 trừ cho x mũ 6. À. Và như vậy là 320 trừ x mũ 6 là phải lớn hơn bằng 0, bởi vì bằng một cái bình phương mà. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là x mũ 6 nó sẽ bé hơn hoặc bằng 320. Như vậy các em sẽ suy ra là các em lấy căn bậc 6 hai vế nha. Căn bậc 6 à. Chúng ta chỉ học căn bậc 2, căn bậc 3 thôi đúng không? Bài toán này nó ra dính tới căn bậc 6 luôn các em. Rồi thầy hướng dẫn các em ấn căn bậc 6. Đây, căn bậc 6 của 320 là nó sắp xỉ 2,6 ha. Như vậy đây là mũ 6 là mũ chẵn. Như vậy là ta suy ra là giá trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2,6. Đó. Mà x là số nguyên mà. Vậy các em suy ra x chỉ có vài giá trị thôi, đó là trừ 2 nè, trừ 1 nè, 0 nè, và 1 nè, và 2 nè. Vậy thôi. Bây giờ các em trở lại công thức hồi nãy. Thì các em sẽ rút y theo x ha. Rút y theo x. Đây, từ đây. Từ cái này. Các em dễ dàng suy ra điều gì? Suy ra x mũ 3 trừ y nó sẽ bằng cộng trừ căn của 320 trừ x mũ 6. Đó. Và từ đây các em sẽ suy ra điều gì? Các em sẽ suy ra là y là bằng x mũ 3 cộng trừ cho này. Đó. Rồi giờ các em cho x vô đây.
thầy ấn vô này coi thử cái giá trị nào y mà ra nguyên thì ta lấy ha. À, cho thầy thử nha. Giờ thầy ấn máy tính. Giờ ta xét cái trường hợp dấu cộng trước đi. Alpha x mũ 3 nè. Các em cộng cho căn của 320 trừ cho alpha x mũ 6. À. Bây giờ kem ấn count nhập x bằng 2. Lần lượt là 210. Đúng qua đây đi ha. 2. Thì được 24, vậy các em được một cặp x y rồi đó. 224 nè. Giờ các em nhập 1 thì bỏ, nó không có ra nguyên bỏ. Các em nhập 0. Nó không ra nguyên bỏ. Các em nhập -1. Bỏ luôn. Các em nhập -2. Vậy các em được y bằng 8, vậy ta được một cặp nữa là -2 8. Vậy đó là thầy mới xét x mũ 3 cộng thôi đó. Giờ thầy xét tiếp là x mũ 3 trừ. À. Trừ các em. Giờ thầy ấn count. X bằng 2 đi. Thì được cặp nữa, 2 trừ 8. Ấn count tiếp. 1. Bỏ count 0. Bỏ ấn count -1 bỏ. Rồi ấn can -2. Vậy ra -24 kìa. Vậy hiện tại các em có tới 4 cặp. 4 cặp x y lần. Như vậy là thầy có x nè, y nè. Và nó có khả năng là những cặp sau đây. Cặp thứ nhất là 224. Cặp thứ hai là gì? -28. Cặp thứ ba là gì? 2-8. Và cặp cuối cùng là gì? -2, -24. -2, -24. Giờ ta kiểm tra lại 4 cặp này có đúng không nha. Các em lắp máy tính vô. Các em nhập lại cái đề bài ban đầu coi. Đây, cái đề bài ban đầu đây kìa. 2x mũ 6 cộng y bình trừ 2x mũ 3 là y nghĩa là phải bằng 320 ha. Rồi thì nhập lại cái đề đó. 2 là alpha x mũ 6 cộng cho alpha y bình trừ cho 2 alpha x mũ 3 alpha y. Rồi giờ ấn can. Các em nhập x bằng 2 y 24. 2 nè. 24 nè. Rồi 320, như vậy cặp này là được nè. Cặp 224 là lấy nha. Ấn can tiếp, nhập x bằng -2. Y bằng 8. Cũng bằng 320. Lấy luôn cặp thứ hai. Ấn can tiếp. 2-8. Y bằng -8. Lại 320, ấn can. Thì cặp thứ ba cũng lấy ha, cặp cuối cùng thử có lấy không? -2. -24. Rồi bàn luôn. Vậy ta có 4 cặp kìa. Nha. Bài này chúng ta sẽ có đáp án là số cặp và là 4. 4 lần. Hồi nãy đáp án chúng ta bằng 1 là sai. Đó, các em rõ chưa? Bài thi số 3.
mùng 3. Hai hàm số y bằng x y bằng 3 x đường thẳng song song với trục của x. Đường thẳng song song với trục của x. Cắt OE. Điểm trung độ là 6. Điểm x. Điểm 3 x. Phần tư. Các em rút gọn biểu thức P ha. Rút gọn biểu thức P đó ra bao nhiêu? Căn x cộng 2 cộng căn x trừ 2 là 2 căn x trên x trừ 2 nhân cho căn x cộng 2 trên căn x. Vậy sau khi rút gọn nó sẽ ra 2 trên căn x trừ 2 các em. Biểu thức P sau khi rút gọn nó sẽ bằng là 2 trên căn x trừ 2 đó. Bây giờ người ta cho bằng 2 phần 3 như vậy là căn x trừ 2 sẽ bằng 3 đó, đúng chưa? Vậy căn x sẽ bằng 5, căn x bằng 5
suy ra x sẽ bằng 25. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở dòng thi tiếp theo.